Xin được chuyển sang một thông tin nóng được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng. Cho đến sáng nay, nhiều cánh tài xế và bà con sống quanh khu vực quốc lộ 1, đoạn gần cầu Bưng Cóc thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc một tài xế xe đầu kéo nghi ngáo đá làm loạn trên đường. Màn truy đuổi thoát tim đã diễn ra, rất đông lực lượng chức năng đã có mặt cùng với người dân phối hợp chặt chẽ mới khống chế được đối tượng ngông cuồng này. Sau đây là những hình ảnh ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ việc. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C26209 do Vũ Đình Đức sinh năm 1986 ngụ tỉnh Hải Dương điều khiển và kéo theo rơ móc 60R00294. Khi chạy vào địa bàn xã Ngã Năm, Sóc Trăng đã bị cảnh sát chặn lại trên quốc lộ 61B. Tài xế không chịu dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra mà phóng nhanh về hướng tỉnh Bạc Liêu. Tại trạm thu phí BOT quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu, tài xế gây tai nạn khiến hai người đi xe máy bị thương. Xe đầu kéo tiếp tục tông hỏng một xe tải, rồi tài xế quay xe chạy về hướng Sóc Trăng. Nhận được thông tin từ lực lượng chức năng của tỉnh Bạc Liêu, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với cảnh sát cơ động lập chốt chặn trên quốc lộ 1. Nhưng xe đầu kéo vẫn không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lực lượng chức năng đã huy động một xe đầu kéo khác chắn ngang đường quốc lộ 1, đoạn gần cầu Bưng Cóc thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để bắt giữ tài xế xe điên. Ngay khi xe điên dừng lại, lực lượng cảnh sát cơ động nhanh chóng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ tài xế, đưa về trụ sở trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên tại ngã ba Trà Tim, thành phố Sóc Trăng để làm việc.